Bộ Tài chính vừa có tờ trình chính, chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần duy trì cũng như là khôi phục sản xuất. Đối với thuế giá trị gia tăng thì Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian đề nghị gia hạn là 3 tháng. Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được giảm. Tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế đợt này ước tính khoảng 115.000 tỷ đồng. Trước đó, Bộ Tài chính đã hai lần đề xuất Chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn khi xảy ra dịch bệnh.